Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dịch COVID-19 sáng ngày 1 tháng 7. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh đến từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị phòng chống dịch COVID-19, tính từ 6 giờ ngày 16 tháng 4 đến 18 giờ ngày 1 tháng 7, đã 76 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 6 giờ ngày 1 tháng 7, Việt Nam có tổng cộng 215 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính từ 18 giờ ngày 30 tháng 6 đến 6 giờ ngày 1 tháng 7, không ca mắc mới. Số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 12.580. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 96, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 11.596, cách ly tại nhà và nơi cư trú là 888. Tiểu ban điều trị cho hay, bệnh nhân 91, nam phi công người Anh đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, tiếp tục có những tiến triển tốt. Bệnh nhân đã cai máy thở 19 ngày, sức cơ chân hồi phục hoàn toàn, bước đi nhiều hơn, các chức năng tim, phổi, giao tiếp, ăn uống, bình thường. Ngày hồi hương của nam phi công đang rất gần. Vừa rồi là những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh tính đến 6 giờ sáng nay, ngày 1 tháng 7 năm 2020. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với những thông tin đáng chú ý về tình hình dịch bệnh trong 24 giờ qua. Liên quan tới vụ việc bệnh nhân số 326 tại thành phố Hồ Chí Minh dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2. Theo thông tin từ Cục Y tế dự phòng cho biết, sau khi sàng lọc làm xét nghiệm thì bệnh nhân số 326 và toàn bộ cư dân của tầng 12 lô D, chung cư Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đều có kết quả âm tính. Trước đó ngày 29 tháng 6, trên mạng lan truyền một văn bản của phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh về việc lấy mẫu xét nghiệm phòng ngừa virus gây COVID-19 của người dân sinh sống tại tầng 12 lô D, chung cư Phạm Viết Chánh. Liên quan đến sự việc, Bộ Y tế cho biết đây là xét nghiệm sàng lọc khi phát hiện bệnh nhân số 326 có kết quả dương tính yếu với virus SARS-CoV-2. Để đảm bảo an toàn và chủ động phòng ngừa dịch COVID-19, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân cùng sống cùng tầng với bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc để giám sát. Bộ Y tế đề nghị người dân không quá lo lắng và hoang mang vì trước đây cũng có nhiều trường hợp sau khi ra viện xét nghiệm dương tính yếu với virus SARS-CoV-2 và không có khả năng lây lan. Vừa rồi là tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước. Vậy còn tình hình dịch bệnh trên thế giới đang diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây đã phát đi cảnh báo rằng giai đoạn tồi tệ nhất của dịch bệnh COVID-19 vẫn đang ở phía trước. Và giữa bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, với số ca mắc COVID-19 tăng vọt tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhiều địa phương trên thế giới bắt buộc phải tạm hoãn hoặc cho dừng lại lệnh dỡ bỏ hạn chế. Với việc nhiều quốc gia trên thế giới gỡ bỏ phong tỏa cùng tâm lý buông lỏng của người dân, đại dịch COVID-19 đang có môi trường và điều kiện thuận lợi để bùng phát mạnh hơn và tồi tệ hơn cả giai đoạn đầu đại dịch. Một vài quốc gia đang chứng kiến số ca nhiễm gia tăng trở lại khi tiến hành mở cửa trở lại nền kinh tế và đời sống xã hội. Tất cả chúng ta đều muốn rằng mọi thứ đã kết thúc, nhưng thực tế khắc nghiệt là còn lâu nữa đại dịch mới qua. Theo các con số thống kê được đưa ra, mức độ lan rộng của đại dịch COVID-19 trên thế giới thể hiện rõ nhất ở việc hiện chỉ mất khoảng một tuần là đã có 1 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi ở giai đoạn đầu của đại dịch hơn 3 tháng mới có 1 triệu người nhiễm. Tâm dịch hiện nằm ở châu Mỹ, với hai ổ dịch lớn nhất là Mỹ và Brazil. Chỉ trong vòng 24 giờ qua, Mỹ đã ghi nhận thêm gần 38.000 ca mắc COVID-19 mới và 315 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này. Ngay lập tức, ít nhất 14 bang ở Mỹ đã dừng các kế hoạch mở cửa. Thậm chí, một số bang có số ca mắc COVID-19 giảm cũng điều chỉnh trở lại kế hoạch mở cửa. Cánh cửa của cơ hội đang đóng lại, chúng ta phải hành động, chúng ta cần phải giãn cách xã hội, chúng ta cần phải đeo khẩu trang khi chúng ta ở những nơi không thể giãn cách, đặc biệt là ở những điểm nóng của dịch bệnh. Tại châu, chính phủ Anh cũng đã yêu cầu các trường học và các cửa hàng không thiết yếu ở thành phố Leicester phải đóng cửa sau khi chứng kiến sự bùng phát mạnh của dịch COVID-19 ở địa phương có tỷ lệ lây nhiễm cao gấp 3 lần này. Còn tại các khu vực khác trên thế giới, dù dịch COVID-19 đã phần nào được khống chế, nhưng nguy cơ tái bùng phát vẫn rất cao như tại Trung Quốc, Hàn Quốc. Thưa quý vị, từ khi dịch COVID-19 bùng phát cho đến nay, thì số người tử vong vì dịch bệnh vẫn không ngừng gia tăng.
Và người đứng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới vẫn khẳng định giai đoạn tồi tệ nhất của dịch COVID-19 vẫn còn đang ở phía trước. Theo ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, mặc dù nhiều quốc gia đã đạt được một số tiến bộ trong việc ngăn chặn virus lây lan, nhưng đại dịch vẫn chưa hạ nhiệt. Ông Tedros cũng cho rằng việc nhiều quốc gia lấy lý do khó khăn trong truy vết virus là lý do không chấp nhận được, vì việc truy vết là cần thiết giúp xác định người tiếp xúc với người bị bệnh để đưa họ đi cách ly. Hôm nay là tròn 6 tháng kể từ khi WHO nhận được báo cáo đầu tiên về COVID-19 ở Trung Quốc, và kể từ đó hơn 10 triệu người đã bị nhiễm bệnh trên toàn thế giới với 500.000 ca tử vong. Mới đây, một cựu quan chức của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ mới đây đã đưa ra một dự báo rằng nửa số dân của Mỹ có thể mắc COVID-19 vào cuối năm nay. Tuyên bố này được đưa ra sau khi số ca lây nhiễm tiếp tục tăng vọt trở lại ở nhiều bang của Mỹ trong suốt thời gian qua. Theo nghiên cứu, người trẻ tuổi là những người bị nhiễm bệnh nhiều nhất tại các bang có tỷ lệ lây nhiễm cao, và đây sẽ là đối tượng khiến virus lan rộng hơn với những người nhiều tuổi hoặc dễ bị tổn thương, nhóm người có tỷ lệ tử vong cao. Chuyên gia Mỹ đồng thời dự báo nếu tỷ lệ lây nhiễm tiếp tục như hiện nay, Mỹ có thể ghi nhận trung bình hơn 1.000 ca tử vong mỗi ngày trong thời gian tới. Diễn biến dịch bệnh COVID-19 ở Mỹ trong thời gian tới vẫn còn phức tạp cho tới khi có được vaccine hoặc phương pháp điều trị trong thời gian này. Các chuyên gia y tế cộng đồng tiếp tục kêu gọi người dân duy trì giãn cách xã hội, sử dụng khẩu trang, xét nghiệm, truy tìm tiếp xúc và cách ly người nhiễm bệnh. Thưa quý vị và các bạn, trước những thiệt hại nặng nề về mặt kinh tế mà COVID-19 đã gây ra, Liên minh châu Âu EU đã bày tỏ một mong muốn rằng có thể dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh đối với công dân của 14 quốc gia bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 7. Tờ Thế giới dẫn nguồn thông tấn Đức cho biết EU muốn đề xuất chính thức các hạn chế nhập cảnh đối với 14 quốc gia, bao gồm Algeria, Australia, Georgia, Nhật Bản, Canada, Maroc, Montenegro, New Zealand, Rwanda, Serbia, Hàn Quốc, Thái Lan, Tunisia và Uruguay. Tuy nhiên, các hạn chế nhập cảnh chỉ được dỡ bỏ nếu các nước này cũng dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh đối với công dân các nước EU. Đáng chú ý, các nước là đối tác lớn của EU như Mỹ, Nga, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel hay Ả Rập Xê Út không có trong danh sách. Các quan chức EU đánh giá dịch COVID-19 tại những nước này đang phức tạp, đặc biệt là Mỹ và Brazil. Theo đề xuất của EU, số lượng ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới trong vòng 2 tuần vừa qua sẽ có ý nghĩa quyết định trong việc xem xét nới lỏng các hạn chế nhập cảnh đối với công dân của quốc gia đó. Ngoài ra, cách ứng phó của quốc gia với đại dịch cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình xem xét. Một trong những tiêu chí là số lượng ca nhiễm mới trên 100.000 dân trong 2 tuần phải đạt dưới mức 16 người, tương đương mức trung bình của EU. Một số rạp chiếu phim ở Mỹ đang chuẩn bị những bước đầu tiên cần thiết cho việc mở cửa trở lại của họ, bất chấp số ca mắc COVID-19 ở nước này chưa có dấu hiệu đạt đỉnh. Để chuẩn bị mở cửa trở lại, các rạp chiếu phim đặt ưu tiên hàng đầu về sự an toàn và vệ sinh cho khán giả. Trong đó, các quy tắc về giãn cách xã hội và vệ sinh nơi công cộng là điều kiện thiết yếu. Anh Kristen Melly, chủ sở hữu rạp chiếu Arena Cine Lounge ở Los Angeles, đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ mặc dù chưa chính thức được mở cửa trở lại rạp chiếu phim sau nhiều tháng. Chúng tôi muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khán giả tới xem phim. Chúng tôi đã mua và lắp đặt 2 hệ thống lọc không khí, chuẩn bị khẩu trang sẵn sàng để phòng trường hợp khán giả không quên mang theo và yêu cầu họ phải đeo khẩu trang ngay từ khi bước chân vào rạp. Để đảm bảo giãn cách trong rạp chiếu, một loạt các tấm cắt tông in hình các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng như James Dean, Charlie Chaplin đã được chuẩn bị để xếp vào các vị trí cần thiết. Khoảng 780 rạp chiếu phim trong nhà đã được mở cửa ở Mỹ, nhưng các rạp chiếu tại Los Angeles và New York vẫn chưa được mở cửa trở lại. Thưa quý vị, vào thời điểm này thì mùa đông tuyết trắng đang ngập tràn ở New Zealand. Tại Queenstown, thị trấn du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng của New Zealand, một mùa trượt tuyết nữa lại đến. Nhưng năm nay, ở đây vắng vẻ khách du lịch vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vừa qua đã ghé thăm thị trấn Queenstown để khởi động mùa du lịch đông 2020. Khích lệ du lịch nội địa trong bối cảnh các đường biên giới với các nước láng giềng và quốc tế vẫn đóng cửa vì dịch COVID-19.
Đến sân trượt tuyết này, tôi nhận thấy rõ sự nhiệt tình của người dân địa phương và khách du lịch nội địa. Chúng ta vẫn có hy vọng, nhưng không thể phủ nhận rằng việc biên giới đóng cửa sẽ tác động mạnh đến ngành du lịch của chúng ta. Điều thị trấn Queenstown cần nhất lúc này là mở cửa biên giới để du khách nước ngoài có thể tới đây. Tuy nhiên, đó là một quyết định quan trọng và chính phủ chỉ có thể thực hiện khi cảm thấy đủ điều kiện an toàn. Doanh thu từ nhu cầu chi tiêu của du khách nước ngoài đóng vai trò quan trọng vào ngành du lịch của New Zealand. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nguồn thu này đã sụt giảm. Chính vì vậy, khuyến khích người dân du lịch trong nước là biện pháp mà nhiều quốc gia đang nỗ lực hướng tới. Truyền thông địa phương cho biết đã có khoảng 2.000 người tới các khu vực trượt tuyết phổ biến ở Queenstown, La Cadrona và Coronet Peak. Queenstown là địa điểm du lịch yêu thích của New Zealand với nhiều hoạt động phong phú vào bất kỳ mùa nào trong năm. Cách đây ít ngày thì người dân và khách du lịch đã được tận hưởng không khí vui vẻ ở các bãi biển của Tây Ban Nha khi nước này đã mở cửa biên giới với hầu hết các quốc gia thuộc châu Âu, chấm dứt tình trạng khẩn cấp liên quan tới dịch bệnh COVID-19. Tây Ban Nha hiện đã mở cửa biên giới cho gần như tất cả các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Đây là một quyết định cần thiết để giúp Tây Ban Nha thúc đẩy du lịch, ngành vốn chiếm hơn 12% nền kinh tế. Quyết định mở cửa này trùng đúng vào thời điểm Tây Ban Nha đón đợt nắng nóng của mùa hè. Vậy nên người dân đã có thể cùng gia đình, bạn bè đến các bãi biển để tận hưởng làn nước mát sau chuỗi ngày dài chịu lệnh phong tỏa. Tại bãi biển Samil ở thành phố Vigo, phía tây bắc Tây Ban Nha, người dân thảnh thơi ngồi tắm nắng bên bờ biển. Trên đảo Mallorca, không khí cũng bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Trước đó, 1.500 khách du lịch Đức đã tới đây. Đây là một phần trong kế hoạch thí điểm thiết lập lại hành lang du lịch. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có nhiều người như vậy. Đó là tín hiệu vui vì chúng tôi cần khách du lịch. Nếu không có, chúng tôi sẽ gặp rắc rối. Tôi nghĩ giới chức địa phương sẽ khống chế tốt dịch bệnh. Nhưng tôi hy vọng chúng ta không quay lại như thời gian vừa qua. Chúng tôi vẫn tiếp tục tuân thủ các quy định để không bị phong tỏa lần nữa. Tất cả hành khách tới Tây Ban Nha đều phải đo nhiệt độ, cung cấp thông tin họ tới từ đâu, cung cấp địa chỉ nơi ở tại đây để đề phòng trường hợp cần thiết. Khung cảnh đông đúc này tại đảo Canary chắc chắn sẽ sớm quay trở lại khi mà Tây Ban Nha đã dỡ bỏ hạn chế và đón khách du lịch. Biên giới với quốc gia châu Âu duy nhất hiện Tây Ban Nha vẫn đóng cửa là Bồ Đào Nha cũng sẽ sớm được mở cửa trở lại. Khách du lịch Anh sẽ được phép nhập cảnh mà không cần cách ly, dù rằng khi quay trở về nước họ vẫn bị cách ly 14 ngày. Có thể thấy mức độ quan tâm của Tây Ban Nha đến ngành du lịch lớn như thế nào khi đích thân nhà vua Felipe và hoàng hậu Letizia nước này đã đến đảo Gran Canaria, là một trong số 7 hòn đảo thuộc quần đảo Canary, để bày tỏ sự ủng hộ đối với ngành du lịch tại đây, vốn bị đình trệ hơn 3 tháng nay do dịch COVID-19. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin COVID-19 sáng ngày 1 tháng 7 của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.